của máy xuất khẩu đáng tự hào của Hàn Quốc dường như đang hụt hơi do đồng won mạnh lên so với đồng yên và đồng euro. Kim ngạch xuất khẩu đã giảm liên tiếp trong 4 tháng qua. Trong khi nhu cầu nội địa có dấu hiệu cải thiện sau lần cắt giảm lãi suất thứ ba hồi tháng 8 năm 2014 thì xuất khẩu lại giảm tháng thứ tư liên tiếp. Diễn biến ám đạm cũng đã xuất hiện ở lĩnh vực sản xuất ô tô và tàu là hai trụ cột chính trong lĩnh vực sản xuất của Hàn Quốc. Dữ liệu mới nhất trong tháng 4 là dấu hiệu đáng lo ngại cho các nhà hoạch định chính sách lẫn các chuyên gia kinh tế. Kim ngạch xuất khẩu không chỉ giảm về giá trị mà còn giảm cả về khối lượng. Ngược với Hàn Quốc, đồng yên yếu đi lại giúp cho Nhật Bản mang những chuyến hàng của mình ra nước ngoài. Kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản đang ở mức cao nhất trong 3 năm do chính phủ tập trung sản xuất ở những lĩnh vực như sản xuất ô tô, linh kiện điện tử và máy móc. Theo NZ, xuất khẩu yếu thực sự là một vấn đề cấp bách đối với Hàn Quốc. NZ và Goldman Sachs dự đoán, Ngân hàng Trung ương sẽ giữ lãi suất ở mức thấp kỷ lục 1,75% trong khi Nomura Holdings và Daiichi Life dự đoán lãi suất sẽ tiếp tục giảm còn 1,5%.